oxy trên khu trú. Còn các cái bệnh nhi động kinh thì chúng ta không có cái chỉ định chụp X-quang sừng sọ. Còn đối với viêm xoang thì nói chung chúng ta chỉ định cũng rất là rộng rãi, nhưng chúng ta hạn chế ở lứa tuổi là từ 6 đến 9 tuổi, và cái tuổi đang đang phát triển là chúng ta hạn chế chụp X-quang sọ xương ở cái lứa tuổi này. Và trong chấn thương thì chúng ta không khuyến cáo chụp thường quy, ngoại trừ những trường hợp như là tổn thương mà nghi vỡ nền sọ như là mẩu da tai, chảy dịch qua lỗ tai, hoặc là sụt mí mắt, thì chúng ta có thể là chụp trong chấn thương. Còn một số trường hợp thì chúng ta chỉ định chọn lọc thì chúng ta ví dụ là chúng ta nghi ngờ các tổn thương xuyên thấu như là đạn bắn, hoặc là các cái trường hợp mà vật kim khí cắm vào đầu thức, chúng ta có thể là cho chỉ định chụp X quang sừng sọ. Trong chấn thương thì chấn thương đầu á, thì chúng ta thường kết hợp cái tổn thương đầu với các cái tổn thương khác, với các cái tổn thương khác, do đó chúng ta cũng cần phải kết hợp chụp các cái chỉ định chụp các cái cơ quan khác. Và nghi ngờ trong cái chấn thương đầu thì một bệnh nhân khó thăm khám, như là trường hợp bệnh nhân đột quỵ, hay là co giật, hay là khiếm khuyết tinh thần, hay là say rượu, thì chúng ta cũng rất là hạn chế trong cái đi quan sừng sọ. Về các cái trường hợp để chúng ta chỉ định thì các trường hợp như là trường hợp có dấu hiệu thần kinh cung chú, thì chỉ định chụp thì thường là chụp X quang sọ nghiêng, chụp là chụp X quang sọ nghiêng, và ngoại trừ là xác định vị trí vùng đóng vôi, để chúng ta xác định cái vùng vị trí đóng vôi ở trong một số bệnh lý có đóng vôi nội sọ. Và không có dấu hiệu thần kinh khu trú thì chúng ta không khuyến cáo chụp, không khuyến cáo chụp. Còn trong chấn thương đầu thì chúng ta cũng không khuyến cáo chụp thường quy, chỉ chọn lọc trong các trường hợp như là có tổn thương xuyên thấu, chảy dịch não tủy, mẩu mũi qua lỗ mũi lỗ tai, và bệnh nhân mất ý thức, hoặc là bệnh nhân đa chấn thương, hoặc là nghi ngờ các cái chấn thương ở đầu trên bệnh nhân khó thăm khám như là đột quỵ, co giật, khiếm khuyết tinh thần, say rượu, thì chúng ta cho chụp chấn trong trong chấn thương đầu, thì chúng ta cho chụp những trường hợp chọn lọc như thế. Còn trong chấn thương đầu mà kèm say rượu thì chúng ta có thể chụp, cân nhắc, cân nhắc. Còn trong động kinh là không chụp, không khuyến cáo chụp. Còn trong viêm xoang chúng ta hạn chế ở trẻ em 6 đến 9 tuổi, thì đó là cái các cái chỉ định khi chúng ta cho chụp X quang xương sọ. Về các cái chiều thế cơ bản trong X quang xương sọ thì thường trong X quang xương sọ chúng ta hay chụp ở hai cái tư thế X quang xương sọ thẳng và nghiêng, trong sọ thẳng và sọ nghiêng. Còn trong sọ thẳng thì có hai tư thế để chúng ta khảo sát ở các cái vùng tổn thương nghi ngờ, như là khảo sát tư thế khen que tập trung trong cái chấn thương sọ thẳng, là tư thế thẳng. Còn tư thế chu là nghi ngờ tổn thương ở cái vùng sát sọ trầm, sát sọ trầm ở vùng nó xương nó sâu và nó chồng hình rất nhiều, thì chúng ta sẽ dùng cái thể chụp, chúng ta khảo sát cái vùng xương sọ trầm. Và ngoài ra chúng ta có thể chụp nền sọ để khảo sát, như là chụp cái cung tiếp xương gò má, chụp cung tiếp xương gò má với cái lượng tia mềm để ta khảo sát cái cung tiếp xương gò má nó có bị sập, bị gãy hay không. Và ngoài ra chúng ta có thể chụp là tư thế thẳng và chích xương hàm dưới trong trường hợp là nghi ngờ có tổn thương gãy xương hàm dưới, là chụp khớp thải dương hàm trong trường hợp là nghi gãy là cổ thải dương hàm, hoặc là chặt khớp thải dương hàm, thì chúng ta cũng có thể chụp khớp thải dương hàm trong tư thế sọ nghiêng. Và ngoài ra chúng ta có thể chụp mũi nghiêng để khảo sát cái xương chín múi, xem xương chín múi chúng ta có bị gãy, bị sụp hay không. Đó là các cái chiêu thể mà chúng ta có thể sử dụng trong X quang xương sọ thẳng và nghiêng.
sau đây thì để giới thiệu cho các em một số cái chiều thế chụp X-quang xương sọ thẳng nghiêng ở trên lâm sàng. Thì trên lâm sàng đa số là chúng ta khảo sát xương sọ hai tư thế thường nguyên, đó là X-quang xương sọ thẳng và nghiêng. Thì trên màn hình các bạn đang xem đây là một cái tư thế chụp X-quang xương sọ thẳng, xin lỗi, X-quang xương sọ tư thế nghiêng. Tư thế nghiêng thì trên tư thế nghiêng này thì bệnh nhân có thể là đứng hoặc ngồi hoặc nằm đều được hết. Thì với lại cái tư thế là bệnh nhân cái mặt của bệnh nhân là áp sát cái phần bên của bệnh nhân, mặt của anh là áp sát vào vách xếp, cái đường nhọc giữa này, đường nhọc giữa của bệnh nhân này là song song với cái các xét, tức là cái mặt phẳng sagittal, mặt phẳng dọc giữa này. Em biết mặt phẳng sagittal là mặt phẳng dọc giữa, thì bao giờ nó cũng phải song song với cái tấm gác xét, tấm gác xét, và đồng thời TX nó sẽ đi qua cái điểm giữa của cái đường huyết sốt, đường huyết sốt là cái đường nối giữa lỗ tai và đuôi mắt lấy cái điểm giữa cái đường huyết sốt. Thì chúng ta tia X-quang sẽ bắn ngang đi xuyên qua và đập vào tấm bác sét và cho chúng ta cái hình ảnh của một cái xương X-quang xương sọ nghiêng ở đây. Đây là cái hình X-quang xương sọ nghiêng. Và đây có thể là xương sọ nghiêng tư thế nằm, tư thế nằm thì với cái mặt phẳng là mặt phẳng sagittal nó song song với cái tấm bác sét, song tấm bác sét. Thì khi đó tia X-quang sẽ bắn từ trên xuống dưới đi qua sọ và đập vào tấm cassette. Thì các cái mốc ở trên cái X-quang xương sọ nghiêng thì các em nắm cho thấy các cái mốc như sau. Ví dụ đây là toàn bộ đây là một cái xương sọ nghiêng, xương sọ nghiêng thì chúng ta có các cái bản xương sọ, các cái bản xương sọ, ví dụ cái màu vàng ở trên đây là cái phần là tai xương chán, tai xương chán, tai xương chán, và phía sau cái màu hơi trắng lơ đây thì là cái phần tai xương đỉnh, tai xương đỉnh, tai xương đỉnh, và cái phần bên là phần tai xương thái dương, xương thái dương, và phần sau cùng phần xanh sau cùng đây là cái phần xương chậm, xương chậm. Thì các cái tai xương chậm, xương chán quấn quanh với xương đỉnh này, với xương thái dương, xương chậm, thì nó bắt khớp với nhau bởi các cái khớp, bởi các khớp, ví dụ như là cái phần 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 xương trán này nó bắt khớp với cái xương đỉnh này, với cái một cái khớp người ta gọi là khớp hoành, khớp người ta gọi là khớp hoành, cái khớp hai khớp hai xương nó bắt khớp với nhau bởi một cái khớp vành. Và tương tự như vậy thì cái khớp đỉnh, xương đỉnh này nó bắt khớp với lại xương thái dương bởi cái khớp trai, gọi là khớp này là khớp trai, và cái xương đỉnh và xương thái dương nó sẽ bắt khớp với lại cái xương chậm sau bởi một cái khớp người ta gọi là khớp lambda, khớp lambda. Thế thì nhiệm vụ của chúng ta là phải phân biệt ở đâu là khớp hoành, ở đâu là khớp chai và ở đâu là khớp lambda, khớp lambda. Và cái khớp này nó luôn luôn ở một cái vị trí giải phẫu nhất định, luôn luôn ở một cái vị trí giải phẫu nhất định, không thay đổi, không thay đổi, và nó có cái đường bắt khớp với nhau giống như là hình răng cưa, đúng không? Nó bắt khớp với nhau, nó cài vào nhau những cái hình răng cưa đều đặn nằm ở các cái vị trí giải phẫu nhất định như thế này. Bởi vì chúng ta phải nắm vững cái mốc giải phẫu này để khi chúng ta đọc phim X quang xương chúng ta không nhầm lẫn với các cái khớp này, với các cái đường nứt sọ, các cái đường nứt sọ, để các em lưu ý như thế. Và ngoài ra ở trên cái phim X-quang xương sọ này thì chúng ta còn cho chúng ta thấy được là đây là cái xương múi nè, đúng không? Rồi cái xương gò má và xương hàm trên.
xương gò má và xương hàm trên đó, thì chúng ta còn xem được ngoài ra là các cái cung răng có thể là chồng lên nhau à, răng có thể chồng lên nhau à, đây là cái phim X quang xương sọ à, con xương sọ. Thì các bạn nhìn đây là phim con xương sọ, thì chúng ta nhìn thấy được là gì à, có các cái vùng xương, các cái vùng xương mà theo cái cấu trúc giải phẫu à, vùng khớp vùng xương theo các cấu trúc giải phẫu mà chúng ta có thể nhìn thấy được ở trên cái X quang xương sọ nghiêng. Kiểu cái phần đó là phần chai xương chán à, chai xương chán thì nó có cái vỏ xương phía trước chán rất là dày à, nó cấu tạo của giải phẫu là nó rất là dày, cái phần bản xương sọ ở phía trước nó rất là dày à, nó bắt khớp với lại cái phần chai xương đỉnh à, với một cái đường khớp vành. Các bạn nhìn thấy có cái đường giảm đầm đồ à, và nó có chạy như cái hình răng cưa đây không đấy, đó là cái khớp vành đúng không, khớp vành à, thì nó giữa hai cái xương đỉnh và xương chán nó bắt khớp với nhau bằng cái khớp nó gọi là khớp vành à, vành. Rồi tương tự như vậy thì các cái khớp cái chai phần xương đỉnh phần cái phần xương chậm và cái cái phần xương thái dương bắt khớp vào cái lambda phía sau à, là tức là có cái đường này, các bạn nhìn này là cái đường bắt khớp thì nó giống giống với cái đường nứt sọ đúng không, nhưng mà nó luôn luôn nó nằm ở cái vị trí giải phẫu à, bình thường như thế này à, thì chút xíu là chúng ta sẽ phân tích nó khác cái đường nứt sọ như thế nào đúng không. Và ngoài ra chúng ta còn thấy được đó là gì, đó là các cái đường cảm quan chạy ngoằn ngoèo như hình rễ cây đó, đó là cái đường lằn hành lên của cái động mạch màng não dưới à, cái đường hành lên của động mạch màng não dưới mà chúng ta cũng có thể thấy được xin phim quang mà chúng ta chạy nhầm lẫn với lại cái đường nứt sọ à, chạy nhầm lẫn cái đường nứt sọ à. Và ngoài ra chúng ta còn thấy được à, ở khu vực dưới này là đây là cái hố yên à, đây là cái thường là gọi là vùng lưng yên à, toàn bộ đây là hố yên, thì đây là một cái là hố yên à, đây là giường yên móng, giường yên trước và móng giường yên sau à, đây là hố yên à, ngoài ra chúng ta thấy được là xương hẹp dưới à, xương hẹp dưới và đốt sống cổ à, đốt sống cổ à, thì à, nói chung là trên cái nhĩ quan sọ này thì các bạn nắm các mộc giải phẫu như vậy à, à, cái phần chai xương chán à, và xương đỉnh và xương thái dương và xương chậm cũng xong, thì các cái chai này nó bắt khớp với cái khớp vành à, khớp lambda à, đó là các khớp và khớp chán đỉnh, thì nó là các cái khớp mà chúng ta cần nắm vững à, sẽ tí trước khi chúng ta tiến hành đọc cái X quang xương sọ à, tiếp đến đó là cái tư thế sọ nghiêng, tư thế sọ nghiêng thì chúng ta hồi nãy chúng ta đã xem qua rồi đúng không, đó là tư thế sọ nghiêng thì cho chúng ta cái hình ảnh à, bây giờ chúng ta qua cái tư thế chụp tư thế sọ thẳng à, sọ thẳng thì tư thế sọ thẳng có thể nằm ngồi à, và đứng đều được hết à, cái tư thế là chán của bệnh nhân này, chán bệnh nhân là tựa vào cái tấm gác xếp à, tựa vào tấm gác xếp ngay ngắn à, vuông góc với tấm gác xếp và tia trung tâm sẽ đi từ cái ổ chấm này, đi từ cái ổ chấm đi xuyên qua và đi vào trung tâm phim à, đi vào trung tâm phim để cho ta một cái hình X quang xương sọ thẳng à, X quang xương sọ thẳng. Trên X quang xương sọ thẳng thì chúng ta cũng thấy được các cái vùng giải phẫu X quang à, mỗi cái phần vị trí của xương chán nó rất là rộng lớn, nó nằm ở chiếm gần hết cái khu vực trung tâm à, ở hai bên nó là xương à, xương xương đỉnh à, hai bên là xương đỉnh à, và xương thái dương là hai bên à, còn cái phần xương chậm nó sẽ chồng hình lên à, ở phía dưới à, thì chúng ta sẽ bộc lộ phần xương chậm ở sau à, ở
đây thì các bạn nhìn thấy đây là cái phiên đi quang xỏ thẳng ha, quang xương xỏ thẳng. Thì trên cái phiên đi quang xỏ chúng ta thấy là cái phần xương chán chiếm hết, hầu hết ở phần trung tâm, đúng không? Trung tâm. Và ở hai bên là phần xương thái dương và xương đỉnh và xương thái dương ở hai bên. Và ngoài ra chúng ta thấy được các cái vùng giảm đậm độ, vùng giảm đậm độ thì đây là khu vực, đây là cái xương xoang chán, xoang chán này, xoang chán ở hai bên, và đây là xoang sàn ở hai bên, và dưới này là xoang hàm ở hai bên, xoang hàm hai bên, và trên phía trên này là hốc mắt, dưới này là xương chín múi, đây là xương chân ổ mắt, xương chân ổ mắt là đối xương hai bên, thì đó là cái phần X quang xương sọ thẳng. Và ngoài ra chúng ta còn chụp tư thế bờ lông đô, chụp thế lông đô với tia non để chúng ta khảo sát cái cung tiết sinh của bé. Thì trong nhiều cái trường hợp mà chấn thương ở vùng hàm mặt thì nó hay bị gãy các cái xương cung tiết sinh của bé, bởi vì xương này rất là mỏng manh nha, mỏng manh, và nó sẽ là bị gãy. Cho nên chúng ta khi chúng ta khám với bệnh nhân, chúng ta thấy một bệnh nhân nó bị méo, nó không được cân xứng, thì nghi ngờ là bị gãy cung tiết sinh của bé rồi, thì chúng ta sẽ chụp cái tư thế hít với tư thế với cái mũi tê non để chúng ta sẽ thấy được cái cung tiết sinh của bé này ha. Thì chúng ta sẽ xem hình ảnh cung tiết sinh của bé như thế nào. Và ngoài ra chúng ta có thể chụp chỏ nghiêng với mục đích để thấy cái khớp thái xương hàm, bộc lộ cái khớp thái xương hàm trong cái con sọ nghiêng. Thì đây là chúng ta thấy là toàn bộ đây là một cái xương hàm dưới, toàn bộ là xương hàm dưới, chúng ta bộc lộ ra xương hàm dưới, toàn bộ xương hàm dưới đây. Thì tùy theo các cái vị trí giải phẫu mà chúng ta thấy, ví dụ đây là cái vùng củ khớp, hay là cái vùng củ khớp này, và đây là cái vùng hổ thái xương hẹp, là cái hổ thái xương hẹp, để cho cái lôi cầu của xương hàm dưới nó chạy, nó trượt, nó chạy trong đây, nó chạy từ trước ra sau, đây là chạy từ trước ra sau. Khi chúng ta cử động nhai xương hàm thì cái xương hàm này nó sẽ chạy trong cái hổ của cái xương hàm, đây là hổ của xương hàm. Thì chúng ta thấy là cái phần này là cái phần cái mõm lôi cầu xương hàm này, và bệnh nhân là tư thế há miệng bắt buộc há miệng không ngậm lại được, trường hợp gãy cái mõm lôi cầu xương hàm. Và ngoài ra chúng ta còn thấy được là cái ống tai ngoài nằm ở cái vị trí phía sau, và chúng ta thấy được toàn bộ cái xương hàm, là phần cổ xương hàm và các cái cung xương hàm dưới, ngành lên của xương hàm dưới và cái cung của xương hàm dưới. Đấy, chúng ta thấy rất là rõ ha. Nếu như có chấn thương thì chúng ta sẽ thấy tổn thương ở trên cái tư thế chụp cái khớp thái dương hàm, tư thế chích. Và trong chấn thương thì chúng ta thường có các cái vị trí gãy, thường gãy ở cái xương hàm dưới, xương hàm dưới. Ví dụ như đây là chúng ta thấy là gãy cái cung cung bên, cung bên xương hàm dưới bên bên phải, và gãy ngay chính giữa của cái cung hàm dưới, cung hàm dưới. Và ngoài ra nó có thể là nó gãy lôi cầu xương hàm, lôi cầu xương hàm, hoặc là gãy ngành lên xương hàm, gãy thân xương hàm, gãy ngành lên xương hàm, và cái cung xương hàm dưới, vân vân. Thì các cái vị trí này là vị trí đường gãy trong trường hợp chấn thương vùng hàm mặt mà ta hay gặp ở trên lâm sàng. Thì trên hình ảnh này các bạn nhìn thấy trên cái tư thế thẳng ha, tư thế thẳng, tư thế chụp xương hàm dưới thẳng, chúng ta có thể thấy được đây là cái vị trí của cái gãy cái thân xương hàm, thân xương hàm phía bên phải, cái vùng giảm đậm độ, cái xương nó mất liên tục ở đây và nó gãy ngay đây, nó sẽ lệch ra. Thì
chúng ta dễ dàng để phân biệt được đâu là cái vị trí gãy. Hoặc là trên tư thế chụp xương hàm giữa nghiêng, chụp xương hàm giữa nghiêng thì chúng ta cũng có thể thấy được là đây là cái vị trí gãy, đây là vị trí gãy của xương hàm dưới. Đây là vị trí gãy của xương hàm dưới, thì đây là cung dưới hàm dưới phía bên trái, phía bên trái, phía bên phải nằm ở trên, phía bên phải, đây là cung hàm dưới trái. Thì chúng ta thấy được là cái vị trí gãy. Và chúng ta cũng có thể thấy được cái lôi cầu của xương hàm dưới bị gãy này, lôi cầu xương hàm dưới nó bị gãy ngang này. Thì chúng ta thấy là mục đích của chúng ta chụp tư thể check xương hàm dưới để khảo sát cái xương hàm dưới rất là rõ. Còn đây là cái hình ảnh 3D, hình 3D xương hàm dưới. Và ngoài ra chúng ta có thể thấy được các cái tư thế chụp khăn quen, thì tư thế này thực chất nó cũng là một cái tư thế thẳng thôi, đúng không? Giúp chúng ta khảo sát được các cái mốc giải phẫu ở trên lâm sàng, như là cái hố mắt của xương chán, hố mắt của xương chán, là mỏm hố mắt của xương chán, thì chúng ta có thể thấy được trên lâm sàng. Thực chất các cái vị trí này nó chồng hình rất là nhiều, đúng không? Chúng ta cũng chỉ khảo sát được một số cái mốc giải phẫu lớn thôi, còn những cái mốc giải phẫu nhỏ chúng ta cũng biết thôi, chúng ta học có biết thôi. Chúng ta thực chất trên lâm sàng để mà chẩn đoán các cái vị trí gãy ở trên xương hàm mặt mà vùng tư thế thẳng này thì nó cũng rất là khó, đúng không? Nếu chúng ta nghi ngờ chúng ta sẽ cho chụp CT để chúng ta thấy được cái mốc giải phẫu chính xác hơn. Còn ở trên cái tư thế mà chụp khăn quen thì các bạn nhìn thấy là đây là nó có mười mấy cái mốc giải phẫu, mười mấy cái mốc giải phẫu mà rất là nhỏ, thì thực chất ở đây là ta mô tả vậy thôi. Thực chất để thấy được nó tổn thương cho cái vị trí này thì nó cũng rất là khó, thì chúng ta cũng tham khảo vậy thôi. Tiếp đến đó là cái tư thế chụp xương mũi nghiêng. Để chụp xương mũi nghiêng thì các bạn trong trường hợp mà chấn thương vùng hàm mặt hoặc là do có thể là do tai nạn giao thông hoặc do tai nạn sinh hoạt, hoặc là trong thì có thể là chúng ta hay bị gãy gãy cái sập cái xương xương chính mũi này. Thì cái hướng chụp của xương chính mũi thì cái tia trung tâm nó đi qua sống mũi, nó đi vuông góc đi qua mũi, và ta điều chỉnh cái lượng tia nó rất là mềm ha, tia rất mềm, tức là tia nó yếu ấy. Chúng ta lấy cái lượng tia rất là yếu để nó bộc lộ, tại vì nó là cái phần xương nhưng mà nó không có nó cốt hóa, nó không có phải như xương cứng của chúng ta, nó là cái phần xương mà thêm là sụn ha, phần xương mũi này nó chiếm cái phần sụn nhiều hơn. Do đó nếu chúng ta chụp tia cứng thì chúng ta không thấy được cái phần xương chính mũi, mà chúng ta sẽ thấy được cái phần xương hàm và xương này kia thôi, hoặc xương chán thôi, còn xương chính mũi là nó không bộc lộ lên được. Do đó cái người kỹ thuật viên phải điều chỉnh cái tia trung tâm vào cái vùng xương chính mũi này với một độ vừa phải để chúng ta thấy được cả cái phần sụn để xem nó có bị gãy hay không. Và ngoài ra các bạn nắm một số cái dấu hiệu trên X quang xoang sọ, là các cái nốt vôi hóa, các cái đóng vôi hóa nội sọ, các cái đóng vôi hóa nội sọ bình thường, đóng vôi hóa vị trí bình thường, và cái hình ảnh giảm đậm độ, tăng đậm độ ở trên cái hình X quang xoang sọ. Về các cái đóng vôi nội sọ thì các bạn biết trong cái sinh lý bình thường á, thì trên cái đầu chúng ta thì chúng ta có các cái đóng vôi sinh lý bình thường như là đóng vôi tuyến tùng này và đám rối mạch mạc. Ngoài ra đó là có các cái mạch máu hoặc là các cái màng cứng hoặc là các cái hạch nền thì nó sẽ có sự đóng vôi nhưng đó là nó là sinh lý bình thường. Các bạn lưu ý điều đó. Đó là thứ nhất, đó là gì? Đóng vôi tuyến tùng, đám rối mạch mạc,
các cái mạch máu màng cứng hoặc là hạch nền thì nó sẽ có đóng vôi, nhưng nó sẽ nằm ở các cái vị trí giải phóng bình thường mà chúng ta thấy được. Và ngoài ra để chúng ta phân biệt với các cái bệnh lý nội sọ khác mà có hình ảnh đóng vôi như là hình ảnh u nội sọ.